chị đã cho ai rồi sắp mẹ còn trường đi xếp đi ra đây quay được có một cái điện thoại này có quay để dừng chỗ nào nhanh nhanh để quay được. Thank you.
phải đâu rồi. Ngồi đâu bây giờ? Nóng. Thôi cái này của em. Của em thích đường của em, của em, của anh thì của anh. Mình thiền. Buổi bình mẹ. Hầm. Dù. Hầm. Thu giờ hơi. Điền. Hello. Chào mừng các bạn. Đúng điền thật. Đây mát mà. Hỏi kiếm hỏi cho thẳng rồi, mới khổ lắm. Em có phải nấu gì đâu. Quay mệt. Quay mệt phải chấp nhận đấy chứ. Thế nào thế nào. Để ra kia hộ mơ ơi. Vì tiền đủ bắt canh chua. Ôi, như này có quay được đầu đâu. Nhìn anh dính này. Để xứng hết cái này đi. Chừa bức chuối. Chạy lên quả. Nóng quá. Áo này sao mặc vào nhìn nó kiểu đỏ đỏ này. Bạc quá. Anh lên đấy, bạc đầu mà đen xì. Ủa phải. Chồng mình nó nghèo mà nó hãm quá mọi người. Nó nói thế để đi đòi mưa mới. Không quay gì à. Ngồi đây quay cho đến tối cũng nghe hơi bị điên đấy. Đó có gì là điền, quá bình thường. Nhưng mà cứ quay mấy cảnh ngồi im như này à? Đi lại đây. Gì hát mai ngày nhặn đi còn hay đỡ. Ông xỉnh ý nhầm nhặn viên bú như thèm ghê hả? Ô, ngồi nó cũng ướt chứ. Ướt gì dép rõng lên đấy nó ướt. Một kê dép nữa. Nóng. Đặt nó một trình nhằn. Anh lấy chìa khóa chưa? Đấy, cũng lấy kệ anh quan. Ôi tê, nghèo thì còn ô ai. Nó nghèo điểm nào mà lấy nghèo điểm nào. Hả? Tiền tao có. Điện thoại tao có, xe máy tao có. May nó mà là nghèo. Tiền đâu? Tiền đây. Mấy đồng bạc lẻ không đủ ăn bát bún. Mày có nhìn nào? À. Tao nghèo nhưng mà tao không oai như mày. Oai gì? Mày oai. Tao nhiều tiền tao chả oai. Này cái nhọn nhọn nhà bên kia có cả đồng hồ kia. Sao người ta làm được lên như thế nhỉ? Tôi cũng không biến. Chắc. Chắc không? Người ta có bột của xí lít á. U bằng thật. Ối cu mà. Cho lại đi em. Xinh quá anh ơi. Tí nữa này, tí nữa quay xong cái đấy chụp cho em một kiểu ảnh nhá. Anh. Cái đấy phải đà mới có để đi à? Ừ. Trời chị con. Đọc thì lại đây lại. Người ta lại làm xong người ta làm sớm thế nhở? Nhiều nhân viên nhở? Toàn học sinh hay sao ấy? Cái bye bye mọi người.